Hang Nội Địa Dụng Võ xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình giới thiệu các bạn một bộ Sony MD-99 dòng cao cấp bậc nhất tại thời điểm ra mắt của hãng Sony, Made in Japan toàn bộ luôn các bạn nha. Và trong những video clip trước mình có lên cho các bạn những cái bộ gọi là VIP của những hãng nội địa của Nhật như là Denon, Onkyo, thì hôm nay là tiếp tục một con VIP cao cấp và gọi là đồng cấp với những cái con mà mình đã lên những clip trước. Thì con này là một con phải gọi là kích thước lớn nhất và có một công suất gọi là nhỉnh hơn và cực kỳ thực dụng. Các bạn hãy nghe hết những cái đoạn giới thiệu này, bởi vì đây là một trong những ưu điểm nổi bật mà con Sony MD-99 nó mang lại nha. Thứ nhất là công suất rồi, và cái ngoại hình của nó đẹp, nó mặt phi nhôm sáng, và nó có một cái phần nè, đó, cái hệ thống loa cực kỳ cầu kỳ bên trong ha. Chút nữa mình sẽ đi sâu hơn. Bên cạnh đó là bốn thớt của chúng ta, như những cái tính năng như là âm ly nè, CD, MD, kim giải mã, tổng quan, optical và tuner. Có thể chồng ngang bốn thớt, chiều ngang như vậy á là 1m, còn chồng cao lên nó sẽ cân bằng với loa là 45cm. Con này cái âm ly sẽ chơi được hai loa chính. Bên cạnh đó nó có chế độ surround để xem phim. Surround để xem phim nữa nha các bạn, và surround để nghe nhạc, có nghĩa là nghe nhạc theo kiểu âm thanh vòm. Hai loa chính các bạn có thể mở rộng thêm ba loa vệ tinh ở phía sau. Nó để sẵn cái tổng loa rồi, các bạn chỉ cần gắn loa vào chơi thôi nha. Những cái loa vệ tinh nhỏ gọn ha. Đó. Bên cạnh đó nó có cái chế độ là ở đây là một cái chế độ karaoke. Có nghĩa là các bạn chỉ cần gắn micro vào là các bạn karaoke thôi. Có phần chỉnh âm lượng và chuyển chế độ karaoke ha. Đây là một cái dàn có một cái giá thành rất là mềm so với cái những cái tính năng cũng như là cái ngoại hình, công suất nó mang lại. 140W mỗi loa luôn. Và xin nhắc lại đó là toàn bộ Made in Japan hết các bạn nha, và đồng bộ đẹp mắt. Cảm ơn các bạn. Điều đầu tiên là chúng ta sẽ test đĩa CD. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với phần chơi nhạc thông qua hộp Bluetooth 300.000, Bluetooth 5.0 để tăng một cái tính năng lên nữa. Các bạn sẽ cảm nhận cái phần âm trữ tình trước từ đĩa CD, sau đó sẽ quay trở lại với phần nhạc mạnh cũng như là guitar rumba ở trên hộp Bluetooth các bạn nha. Con này thì các bạn đừng có lo lắng gì về cái âm trầm, nó thì nó thuộc hàng là top, là mạnh mẽ nhất rồi. Âm trầm cũng khá là sâu bởi vì nó có một cái bass lớn và các bạn cái thùng loa lớn ha. Còn về cái phần nhạc trữ tình thì các bạn hãy cảm nhận với cái này, đĩa CD. Đáo các bạn ha, một cái mặt trượt ra và có phần chỉnh menu âm thanh cũng như là chỉnh ở đây, và cũng có dàn equalizer chạy cái đèn nước đánh như vậy thì nó nhìn rất là bắt mắt. Để khi mà chúng ta để ngay cái phong cách thơm tên em khi nắng chiều nhạt ngoài sân, trở về Cali anh nghe nhớ nhung giáng sâu. Theo đánh giá của mình nha, thì con này nó chơi được rất là đa dụng luôn, nhạc gì cũng thể hiện được cả. Bởi vì nó có một hệ thống loa, đây, bass 18, cái hai cái dãy trung nè, hai con này hai con trung bằng giấy dầu nha, trung đánh có hai dãy là hai con luôn. Rồi cái phần trep và phần siêu trep này các bạn thấy tách biệt luôn nha, bass, mid, trep và siêu trep,
hệ thống 5 loa 4 đường tiếng. Còn cái độ chế độ chỉnh âm thanh con này thì nó cũng đi cùng với cái độ chi tiết để mà chỉnh được cái phần loa ở bên trên. Nè, các bạn sẽ có cái menu chỉnh nhanh ở đây ha. Đây là chế độ Classic mà mình đang chỉnh để sẵn chế độ này gọi là Equalizer cài đặt sẵn. Và các bạn cũng có thể chỉnh nó theo kiểu là manual, là chỉnh theo kiểu chỉnh tay, chỉnh theo cái sở thích của mỗi người riêng biệt. Nhưng mà nhanh hơn thì nó chỉnh như vậy. Rồi các bạn xoay. Đó, Classic ha, nãy mình đang chơi nhạc đó, mình Classic, rồi Dance Club, rồi nhạc trẻ, nhạc mạnh, club luôn nè. Hip Hop, Salsa, đó, Oldies, Ballad. Bạn thấy Memory 1, 2, 3, 4, 5. Thì ở đây, cái Memory này là cái bộ nhớ, có nghĩa là lưu lại 5 cái chế độ Equalizer mà các bạn cài đặt. Cài đặt theo có sở thích cá nhân á. Đó, các bạn thấy một sự cầu kỳ chưa? Rock, pop, jazz, đó. Pop thì nó nhấn ở cái giải trung nhiều, nhưng mà con này thì chỉnh equalizer theo cái sở thích cá nhân được, do đó nên nó rất là dễ ha. Rồi, bây giờ chúng ta bên nút bên phải này là bây giờ mình chỉnh lại Classic đi ha. Rồi, cái nút này là cái nút mà bạn bấm OK một cái. Đó, dàn đèn nước đánh lên quá đẹp luôn, màn hình rất là rộng, còn sáng nét nữa. DBFB là một chế độ Super Bass, cái dải siêu trầm, cái dải siêu trầm nha của Sony, nó trải rộng từ con mini trung cho tới trung lớn như vậy ha. Low mid high luôn, có nghĩa là chỉnh được cái dải siêu trầm của nó ở 3 cấp độ, 1, 2, 3. Các bạn thấy chưa, nó chỉnh cực kỳ chi tiết luôn, mà chúng ta chỉnh nó là chỉnh nhanh ha, các bạn vào chỉnh chi tiết bên trong nữa. Rồi, ở bên này là cái nút này, gần lại cho các bạn dễ hiểu ha. Sorry nha. Nếu mà các bạn đã từng trải nghiệm hoặc là biết về con này rồi thì có thể lướt qua những cái khúc này để các bạn có thể test nhạc đó. Karaoke nè, bật chế độ karaoke lên. Này chế độ music hồi nãy mình chỉnh ha. Con này Pro Logic có nghĩa là các bạn chuyển qua âm thanh vòm. Đấy, con này không cần ba loa vệ tinh hỗ trợ vẫn đánh được âm thanh vòm. Các bạn vẫn nghe cái độ vang vọng của nó, bởi vì sao? Bởi vì cái hệ thống loa này nó quá cầu kỳ các bạn ha. Khi các bạn nghe âm thanh vòm á, hai cái loa này nè, hai cái loa mà dễ dầu của chúng ta đó, thì nó sẽ chuyển qua là giống như hai cái loa surround, nó sẽ chuyển âm thanh đánh vọng ra hai bên. Đó. Bản thân con này nó hệ thống loa nó rất là cầu kỳ rồi, do đó nó sẽ sử dụng hai cái loa này để mà làm hai cái loa surround ha. Bên này thêm hai cái nữa đó, nó sẽ tạo một cái âm thanh vòm mà không cần ba loa vệ tinh. Còn nếu các bạn gắn ba loa vệ tinh vào thì các bạn sẽ dễ bố trí như là quán cà phê này nọ, hoặc là các bạn thích cái không gian mà nghe nhiều loa xem phim được. Xin nhắc lại là chế độ này là chế độ vừa nghe nhạc vừa xem phim ha. Và bây giờ chúng ta vào cái phần menu ở bên trong này là menu edit nè. Đó, chúng ta vào rồi chế độ trễ của chế độ surround nè, rồi âm lượng của cái rear, âm lượng của center. Đó, rồi chế độ của center là cái loa giữa, âm lượng của loa giữa, âm lượng của loa surround. Đó, các bạn thấy chưa, và cái độ trễ của cái âm thanh rất là chi tiết luôn. Và cái độ trễ nè, mà nó có cái phím chỉnh vòng tròn này nên nó rất là dễ cho các bạn thao tác, rất là nhanh, và bấm enter. Rồi bây giờ chuyển lại qua chế độ music này, rồi bấm đó, equalizer ở đây, rồi wave bow memory. Đó, rất là nhiều ha, các bạn có thể tìm hiểu chi tiết sau, tại vì làm như vậy thì video cũng quá dài đi. Và các bạn đang cần sử dụng nhất chính là cái equalizer này mà chỉnh tay ha, và nó có ghi rõ thông số nè. Đây các bạn, là bên trái nè, bên phải nè, thì dịch chuyển nè. Bạn thấy dịch chuyển không? Rồi lên. Không phải là bấm lên bấm xuống nữa, mà trượt lên trượt xuống như vậy nên nó rất là nhanh và rất là dễ cho các bạn thao tác. Cái dải thấp nhất là dải 63Hz nha. Cái dải tiếp theo là 160. Đó, ví dụ các bạn dễ cho các bạn chỉnh theo kiểu hình chữ V quen thuộc ha. Đây mình chỉnh hình chữ V cho các bạn. Đó, ví dụ vậy ha. Đó, nó ghi dải tầng rõ ràng, và cái decibel ở bên này cao nhất là 12 decibel, một cái thay đổi rất là lớn nha. Giờ các bạn muốn nghe thử lại gì mà nhạc chỉnh theo kiểu 12 decibel lên xuống như vậy thì nó sẽ ăn trực tiếp vào trong cái phần loa, rất là dễ cho các bạn luôn ha. Bấm enter. Rồi. Cuối cùng cũng không phải là em.
Hứa thân mình tôi lê từng bước nhỏ về trên lối xưa. Chỉnh theo cái kiểu này thì nó sẽ không có hợp với là cái thể loại nhạc chúng ta đang nghe. Nó sẽ hợp hơn về những loại nhạc điện tử. Nãy chúng ta chỉnh bass lên rất là nhiều, trung âm nó lùi xuống và cái phần siêu trap đưa lên cao, phần siêu trap nằm ở đây. Phần bass sâu nó nằm ở dưới này ha. Rồi chúng ta nếu mà nó sẽ thích hợp với cái thể loại nhạc này hơn. Nhưng mà cái Sony được cái là bass rất là mềm, sâu mà các bạn chuyển qua chế độ xem phim hay này nọ, các bạn nghe tiếng âm trầm của nó giống như đang gắn hai cục súp hai bên vậy, trầm rất là sâu. Chơi nhạc điện tử này nọ thì cũng là trầm rồi, nó thuộc hàng tiếp super VIP rồi. Cái dòng đời sau của con này từ 2 tới 3 năm con này đã thành công và nó tiếp tục ra mắt một cái mẫu mã, đó là mẫu MD919 nha. 99 này là con trùm cuối tại thời điểm ra mắt của nó, và cái phiên bản đời sau là phiên bản 919. Nó thay đổi cái lỗ thông hơi này, các bạn nhìn là dễ biết nhất, nhưng cái hệ thống loa kích thước loa y nhau. Cái lỗ thông hơi hình chữ nhật. Rồi, cái mặt này là cái mặt nhôm, các bạn thấy cái mặt nhôm phay nhôm siêu dày không? Mặt phay nha. Các bạn thấy cái đường phay mà phay dựng đứng nè, đó chứ không phải là phay ngang. Rồi, nhưng mà qua cái con 919 là đã chuyển qua cái mặt nhựa giống như con Sony 717 ở đây. Nè, Sony 717 nè các bạn. Thì mặt nhựa nó giống như con 919 ha. Nó có cái đường lằn ở giữa để nhận biết ha. Đây nhân tiện thì mình còn hai con nè, đó. Giá mềm hơn các bạn. Con này là 5 triệu rưỡi thôi nha. Denon F88. Con này đang là sale 7 triệu. Con này dòng rất là VIP nha. Ra đời cùng với 390 series 4 Denon size lớn. Đây là dòng cao cấp nè, 275 LTD phiên bản limited giới hạn 9 triệu rưỡi cũng đang sale luôn, rất là đẹp, loa gỗ sơn bóng. Nếu các bạn chưa xem clip thì vào cái video trước của mình nha. Và con này cũng trong video trước có rồi. Và quay trở lại với phần âm thanh của chúng ta nha. Thở thân mình tôi. Đây, có cái cổng kết nối ở bên ngoài để mình kết nối cổng nào. Super bass nè. Siêu trầm. Quên nữa, hồi nãy mình chỉnh equalizer rồi, không nên chỉnh nữa, nó nhồi lên quá cao. Các bạn chơi nhạc điện tử thì cũng rất là bén. Hồi nãy chỉnh cái bass lên tới 12 decibel, trap lên tới 12 decibel nữa mà. Các bạn có thể chỉnh cho nó nhẹ nhàng lại hơn, bởi vì cái phần giọng hát rõ ràng nó đang bị lùi, tại vì chúng ta đưa cái equalizer thụt sâu quá. Bây giờ chúng ta chỉnh này đi cho nó nhanh ha. Giờ mình chỉnh là rock nè. Đây là thể loại nhạc điện tử mà là thế mạnh của con này luôn. Và đây là chúng ta trưng bày theo kiểu dựng đứng lên nha. Sorry các bạn là con này nó có một cái độ chênh một chút so với cặp loa. Cặp loa nó làm cao quá các bạn. Cái đầu máy mà làm dày lên nữa thì nhìn nó thô, bản thân nó cũng khá là dày rồi. Đây là cái hộp Bluetooth mà nãy giờ chúng ta đang sử dụng để chơi nhạc mạnh nha, trong cái phần trước ha. Và đây là một cái bài test về nhạc guitar rumba, sau đó mình sẽ quay trở lại với phần cổng quang optical của con này nha. Mình tặng kèm một cái đĩa MD cho các bạn để mà làm giải mã nha. Dây nhợi đầy đủ luôn. Và giá thành con này chỉ có 7 triệu rưỡi thôi nha các bạn, 7 triệu 500 ngàn. Các bạn cũng có thể tham khảo giá thành ở bên dưới của video, mình cũng có để đầy đủ thông tin giá thành và
những cái phụ kiện kèm theo cũng như là hình thức thanh toán các kiểu. Ở bên dưới vẫn có nha các bạn. Còn trong video clip mình nói luôn để các bạn vừa xem và vừa nghe. À, chúng ta trồng như vậy thì cái phần đập vào mắt chúng ta nó sẽ rõ ràng hơn là với cái thớt này đang nằm ở trên cao. W mỗi loa. Bluetooth 5.0 và cái phạm vi dịch chuyển là 10 m, bao gồm luôn cả vật cản nha các bạn. Đây là ba cái loa phụ của chúng ta nè, hai cái loa surround và một cái center. Đó, thành một bộ dàn 5 chấm nha các bạn. Và con này thì nó mình thì nó có đường cổng xếp luôn nhưng mà các bạn cũng không cần đâu. Đây là cái quạt hút nha, quạt hút gió ra ngoài. Đây là một con phải gọi là đầu tư và rất là chi tiết về mặt ngoại hình và kỹ thuật. Có quạt hút gió luôn, chơi nóng thì bắt đầu nó bật cái quạt lên hút gió ra ngoài. Nó tản nhiệt cho cái phần âm ly chính của chúng ta. Và nó cái tính năng mà ba loa vệ tinh ở cái dàn 919 đã bị bỏ đi rồi nha, ha, đã bị lược bỏ rồi. Nhưng mà con này thì các bạn có thể tùy chọn cho mình thêm ba loa để mà chơi. Các bạn để ba loa ở không gian xa hơn, như các bạn để ở cái góc, rồi các bạn để một cái loa ngay chính diện để giữa tivi, rồi mấy cái loa kia các bạn có thể treo lên ha. Và còn đây là cái lưới nè các bạn, thấy cái lưới ha. Lưới là của dòng 919 và dòng 919 là lưới sắt. Nó vừa bảo vệ cái phần cái màn loa của chúng ta cũng như cái mũi loa. Bên cạnh đó là nó một cái vật trang trí có thể nhìn rõ được cái bên trong. Nhìn rất là hay ha. Cái lưới nào của những cái con khác nó đều mà làm như vậy hết, mình thấy cũng rất là hay luôn. À, chẳng hạn như mấy con này. Các bạn thấy không? Đó. Nó là lưới vải, do đó sẽ không thấy được cái tuyến loa ở bên trong. Khi mà gắn lưới vào thì nó bảo vệ nhưng người nhìn che hoàn toàn. Còn tiếp tục với cái phần đây, đĩa mà đi thì nó đang có đĩa ở chỗ nào, nó sáng đèn ở chỗ đó nha các bạn. Đây, sáng đèn. Đèn màu xanh lá là chờ, còn đèn màu cam là đang chơi. Mà giờ dù mình chơi mình bấm cái nó chuyển qua màu cam. Còn có 5 đĩa này thì nó đang chưa có đĩa ở bên trong. Đó, à. Đây các bạn. Đó các bạn, rất là pro luôn ha. Đó, 5 học, ở đây cũng là 5 đĩa luôn nè. Nhưng mà 5 đĩa là 5 khay khác nhau, chứ nó không phải là 1 khay mà nó đảo qua đảo lại 5 khay nha. Rồi, chúng ta sẽ chơi cái đĩa mà đi và sau đó sẽ làm giải mã nha. Không, mình nghĩ là nên làm cái giải mã trước. Các bạn có thao tác rất là đơn giản để làm cái giải mã này nha. Các bạn để một cái đĩa ở bên trong nha. Các bạn để cái đĩa ở bên trong. Xong sau đó các bạn bấm một nút này. Đó là nó giải mã các bạn nha. Nó chuyển qua màu đỏ là giải mã. Chỉ đơn giản thao tác này thôi các bạn. Không có dài dòng gì cả. Các bạn chuyển qua là nó giải mã thôi nha. Đây ví dụ mình bấm nút play. À, cái con này sau đó, à đây, mình đã gắn cái cổng quang rồi nha. Đây cổng quang đây nè. À, tối xíu, sorry. Rồi, chúng ta giải mã. Đây. Và các bạn muốn dừng lại các bạn stop. Các bạn muốn giải mã, các bạn muốn break.
Thấy không, cái tín hiệu nó vào liền luôn. Đèn ở thất mà đi nè. Rồi mình lặp lại cái thao tác này một lần nữa, stop. Tại xem như chúng ta đang chưa làm gì cả ha. Rồi các bạn gắn Smart TV ở trên TV xuống nha. Rồi, cổng quang optical. Các bạn bấm nút này. Rồi giùm mình cái. Rồi âm thanh nó đã nhận rồi nha. Đó, stop. Đó, còn bây giờ muốn chơi đĩa CD bấm play. Con này nó sử dụng cái cáp của hãng ở phía sau á, vì cáp của hãng. Do đó nó đồng bộ về cả tín hiệu điện và tín hiệu âm thanh ha. Các bạn chỉ cần bấm nút ở trên đây. Bấm nút ở trên đây thì nó sẽ truyền tín hiệu xuống cho cái Amply để Amply nó nhận và nó xử lý liền luôn. Chứ không cần phải bấm nút chuyển cổng. Ok, còn cái tính năng còn lại là cái tính năng đây nè. À đó. Sorry các bạn. Cái tính năng karaoke mà nó có nút karaoke đây nữa nè. Đó, thì các bạn chuyển qua các bạn nhấn micro và có âm lượng ở đây nữa nha. Đó, rất là tiện cho các bạn luôn. Ok. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Dàn máy của chúng ta giá thành là 7.500.000, đã bao gồm dây nhựa đầy đủ. Các bạn có thể trang bị thêm một hộp Bluetooth 300.000 để mà đó kết nối Bluetooth 5.0 từ xa mà chơi được nhạc lossless luôn nha. Đây là dàn VIP nhất Made in Japan toàn bộ tại thời điểm ra mắt, nên các bạn cứ yên tâm là mình đang tậu được một cái con công suất lớn, ngoại hình đẹp, Made in Japan toàn bộ và một con VIP. Con này và con 919 là con này là đàn anh của 919, sau đó mới ra đời con 919 cùng kích thước, cùng công suất đó, nhưng thay đổi một chút về mẫu mã ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi, và đừng quên bấm like cho mình các bạn nha.